Quý vị, mọi người thấy không? Hiện tại là ngoài đời đang có mặt trên vô một mặt. Mà gió thổi thì thổi hù rồi quý vị. Đi trên vô một không. Sao thổi hù rồi? Đọc đoạn giảng đi, sao quên. Đọc đoạn giảng cho anh. Mình này đọc hay lắm ạ. Lấy điện thoại ra anh đọc bài Như Non Kế Hen. Đọc đi. Đúng không Cấm? Không có cái bài Với Con Ông Cấm mà sao mà người đọc. Bài Với Non Kế ha. Lâu đài Nam Mô A Di Đà Phật. Non tiếng gió mát tội lòng thay, tức cảnh thế dân nhà một màn, cố tưởng ước mơ về nhược duyên. Ngạc khi không cánh lấy bay, giấc giác phàm phu duyên non đòi, hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay. Dư sơn bãi núi đều quy tụ, hay tớ cảnh tiếng rõ mặt bài. Nhìn xem cây lá gió lung lay, sáng lại lũi chân chờ gót. Dễ hỡi chư thần mau nối gót theo thầy, dắt chúng khỏi nồng cay. Lâu đài núi Cấm Lộ nay mai, thức tình chúng sanh tỏ bài. Khuyên dạy dân tình minh, đạo đức tu hành được thấy cầm bồng lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Quá hay quý vị ơi. Ngạt ngào tiếng kệ lời kinh, ơn nhờ chư Phật oai thình giáo quyền. Hay không cô? Hay hả? Cô ở đâu cô? Ở Sài Gòn. À, vậy là cô đi với ai xuống đây? Đi với mấy người nhà em. Dạ, với hai người nhà ha. Dạ. Dạ ơi. Rồi, quá hay mình đi ơi, đi nha. Tiếp tục cuộc hành trình thôi, qua các hang để cúng viếng và đi hang.